chúng ta đã coi tiếng Anh là một môn học suốt từ những năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đến đại học, và thậm chí là đi làm rồi, đi học ở các trung tâm, mình vẫn nghĩ tiếng Anh là một môn học. No. Chào một chút xíu nha. Mình là cô giáo Trang Elena, xinh đẹp và tài năng. Nếu như bạn nào chưa biết thì chúng ta có thể lướt qua Facebook cá nhân thì sẽ biết là mình đã chia sẻ những cái gì. Và cô giáo thì đã dạy tiếng Anh được khoảng ngót nghét gần chục năm rồi. Và thực sự là rất là đam mê với việc giảng dạy và truyền cảm hứng cho các bạn trên khắp cả nước, để mình có được một cái tình yêu với tiếng Anh, một cái phương pháp học hiệu quả và giúp mình có thể đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống. Cho nên là yên tâm là những cái mà cô chia sẻ ngày hôm nay ấy, mình chia sẻ ngày hôm nay ấy, chắc chắn nó sẽ giúp được các bạn một phần nào đó về việc học tiếng Anh. Và có một cái điều nữa, một cái điều rất là cốt yếu nữa, đấy là 90% những giáo viên chia sẻ livestream thì họ sẽ nói luôn về tiếng Anh, dạy ngữ pháp này, dạy từ vựng này, dạy phát âm các kiểu. Nhưng mà đối với mình ấy, thì mình quan niệm rằng là mình chưa thay đổi được về cái tư duy của mình về việc học tiếng Anh thì mình chưa học được đâu. Giống như kiểu là mình vẫn còn sợ nói chuyện với Tây, hay là mình ngại nói tiếng Anh ấy, thì cái việc mình có nhồi lắm thứ vào, học biết đầy chữ trong đầu ấy, thì mình vẫn không nói ra được, bởi vì mình ngại mà. Cho nên mình sửa lỗi ở trong não cái đã. Mình phải thay đổi cái tư duy của mình trước đã, thì lúc đấy các bạn học gì thì mới học. Được chưa? Cho nên là chính bởi vậy thì cái livestream ngày hôm nay thì mình vẫn sẽ chia sẻ về những cái để fix những cái lỗi, những cái chip ở trong não của chúng ta, để chúng ta cảm thấy là tiếng Anh thực ra nó cũng không phải là khó lắm, và học nó cũng không phải là khó. Và ngày hôm nay 10 sai lầm khiến các bạn mãi không nói được tiếng Anh, mà rất nhiều trong số những sai lầm này chắc chắn các bạn không nhận ra, bởi vì nó là cái mà ai cũng mắc và mình không kịp nghĩ đến nó luôn. 10 cái sai lầm nó rất là nhiều đấy, cho nên là các bạn nếu như các bạn học một cách chuẩn chỉnh nhất là chúng ta nên chuẩn bị một cuốn sổ và một cái bút đấy để mình có thể ghi chép lại. Chứ mình cứ ngồi nghe hay là các bạn cứ nằm khểnh chân lên nghe xong thì là một lúc sau là rớt đột cái điện thoại vào mặt luôn đấy. Rồi, cái sai lầm đầu tiên ấy, đó là hôm nay cô sẽ không sắp xếp những cái này theo thứ tự đâu nha, mà chúng ta sẽ nói như là nói chuyện với nhau, như là trao đổi thân tình với nhau về việc học tiếng Anh vậy ấy. Cho nên là các bạn cứ chịu khó ngồi lắng nghe, và những cái nào mà tâm đắc quá, vỗ đùi đen đét thì nhớ comment xuống đây cho cô biết nhá, để tạo thêm cho cô ít gọi là năng lượng để chém mạnh hơn nhá. Rồi, cái sai lầm đầu tiên của chúng ta ấy, đấy là rất nhiều bạn cố gắng nhồi nhét quá nhiều từ vựng mà mình không bao giờ dùng tới. Nếu như bạn nào thường xuyên theo dõi những cái bài viết của cô ở trên Facebook, mà cô bật mí cho các bạn là những cái bài viết đấy ấy, những bài nào mà hơi dài dài một chút ấy, có khi cô phải mất tới một tiếng đồng hồ, thậm chí là hơn một tiếng để ngồi gọi là vận nội công tất cả những cái kinh nghiệm từ bao nhiêu năm học tiếng Anh và dạy tiếng Anh để chia sẻ cho các bạn đấy. Cho nên là nhớ đọc nha. Còn 5 phút bỏ ra để đọc một cái bài như thế không có thì cũng không học được tiếng Anh đâu. Rồi, đấy, cho nên là ấy, cho nên là cái việc nhồi nhét quá nhiều từ vựng tiếng Anh ấy, nó không đảm bảo cho các bạn rằng các bạn sẽ giao tiếp được. Và cô đã viết những cái bài chia sẻ đấy, nhưng bạn nào đọc rồi ấy, thì chúng ta sẽ biết được là để giao tiếp được tiếng Anh, các bạn chỉ cần ban đầu nhé, ban đầu để giao tiếp được từng bước một ấy, các bạn chỉ cần khoảng 800 cho đến 1.500 từ vựng thôi. Và cô có thể dám chắc với các bạn đấy là nếu như các bạn đã học hết cấp 2, các bạn đã học hết cấp 3, thì mặc dù tiếng Anh của các bạn nó không giỏi lắm đâu, không chú trọng học tiếng Anh lắm, thì ít nhất các bạn nó cũng đã có khoảng 500 đến 800 từ vựng gọi là thông dụng nhất mà mình biết rồi. Đấy, cho nên điều quan trọng ấy không phải là cố gắng nhồi nhét quá nhiều từ vựng, mà mình phải cố gắng tìm mọi cái khoảnh khắc trong cuộc sống của mình làm nào để mình dùng được số từ vựng ít ỏi mà mình đã dùng, mà mình đã học. Đấy, cho nên là học ít nhưng mà nó chất. Các bạn comment xuống học ít nhưng mà nó chất, chứ đừng tham học nhiều. Khi mà các bạn học nhiều quá ấy,
mà mình không không dùng ấy, cho nên cái điều tất yếu là nó sẽ quên. Và khi các bạn quên thì các bạn lại nghĩ là trí nhớ của mình kém, hay là do mình học tiếng Anh không tốt, hay là tiếng Anh không phải là thế mạnh của mình, hay là mình không có năng khiếu tiếng Anh cho nên mình học đến đâu quên đến đấy. Mình nói cho các bạn đó là cái việc học mà không dùng thì nó quên là chuyện gì? Là chuyện tất nhiên, đó là chuyện đương nhiên phải thế, chứ không phải là vì chúng ta có vấn đề gì về đầu óc đâu. Và bật mí thêm một cái nữa, đấy là mình cũng không phải là một người có trí nhớ tốt đâu. Cái việc mình nói được tiếng Anh, thậm chí có thể đi dịch cho các diễn giả ở nước ngoài về tiếng Anh ấy, thì đơn giản là bởi vì mình đã lặp đi lặp lại những cái từ đấy trong việc làm bài tập này, trong việc nói hàng ngày này, đó, trong việc đọc hay là xem các video tiếng Anh hàng ngày rồi. Nó lặp đi lặp lại quá nhiều, cho nên là tự nhiên là mình sẽ nhớ nó và sẽ nói được nó. Chứ không phải là vì mình siêu hay là giỏi hay là có trí nhớ tuyệt đỉnh siêu phàm gì cho nó cam đâu. Đó, cho nên là các bạn nhớ điều đó nhé. Sai lầm số 1 đó là nhồi nhét quá nhiều, cố gắng nhồi ấy, nhưng mà nhồi xong là mình không dùng là cũng không không nhớ được. Cho nên là học đến đâu thì chắc đến đấy, học đến đâu thì cố gắng dùng nó đến đấy. Ok, học ít nhưng mà nó chuẩn, chuẩn đấy. Rồi, đấy là sai lầm số 1 nha. Sai lầm số 2, à đây, cái này là một cái mà phải gọi là hầu hết mọi người, nó gọi là có tâm lý sính ngoại. Và khi sính ngoại thì chúng ta học tiếng Anh, chúng ta cứ cố là mình phải học giáo viên nước ngoài này, mình phải học thầy Tây này, mình phải học cô Tây này thì nó mới chuẩn này. Cái điều đó nó có thể đúng nếu như các bạn là một đứa trẻ con, và các bạn chưa có một cái áp lực gì với việc học để mà phải nói được luôn. Đấy, đối với trẻ con ấy thì các cái lớp học tiếng Anh ấy chơi nó rất là vui, thầy đến cứ chơi 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 với các bạn ấy thôi, và một buổi chỉ học được mấy từ này hay là mấy cấu trúc này, và lặp đi lặp lại thông qua những trò chơi để nhớ được mấy từ hay mấy cấu trúc đấy thôi. Đó, thì đấy là trẻ con, và trẻ con thì nó học rất là lâu. Đấy, có khi có những bạn từ lớp 4, lớp 5 đã bắt đầu đi học rồi, đến tận cấp 2, cấp 3 vẫn cứ đi học. Đó thì tức là thời gian rất là dài thì học với Tây nó sẽ hiệu quả. Còn chúng ta những người lớn ấy mà không học được theo kiểu như thế ấy, mà nếu như các bạn là trình độ bắt đầu nha, thì mình khuyên chân thành đó là chúng ta nên bắt đầu với những giáo viên Việt Nam có kinh nghiệm rồi. Đấy, những người đấy họ cũng có phát âm chuẩn rồi nè, họ có kiến thức tốt về việc giảng dạy và cách truyền đạt để làm sao cho người Việt có thể hiểu được. Và thường thì chúng ta là người Việt, hoặc là ví dụ như mình chẳng hạn, là mình một giáo viên Việt Nam thì mình hiểu rất rõ là các bạn thường xuyên sai ở những cái lỗi nào đấy, và mình khi mà dạy phát âm cho các bạn, luyện cho các bạn phát âm, mình biết rõ là kiểu gì bạn cũng chỉ sai ở một cho đến hai hoặc là ba cái dạng như thế này, và nếu như bạn sai kiểu ba thì mình sẽ chỉ cho chính xác được cách để bạn sửa nó luôn và ngay. Nhưng mà vì người nước ngoài họ họ nói nó một cách bản năng rồi, cho nên họ nghe bạn nói, họ biết là bạn nói sai nhưng họ cũng không biết chỉnh như nào. Rất là hiếm những giáo viên nước ngoài nào mà có những cái kỹ năng chuẩn xác để giúp mình gọi là chỉnh sửa được được phát âm nó chuẩn mà nhanh nhất ấy. Mà đặc biệt nữa là kể cả họ biết đi nữa thì họ cũng nói mình cũng đâu hiểu đâu. Đấy, nên nếu bạn mới bắt đầu ấy mà bạn bắt đầu luôn với một giáo viên nước ngoài thì phần trăm cao là các bạn sẽ bỏ cuộc rất là nhanh. Bởi vì thầy nói có hiểu gì đâu, xong là đi học lại ngại vì thầy nói không hiểu. Đó. Ok, xin chào Đoàn Hương. Xin chào Vi Hòa. Ok, các bạn thấy điều đấy có đúng ạ? Nếu các bạn đúng thì các bạn thấy đúng thì chúng ta comment đúng rồi đấy. Rồi, đó cho nên là khi nào mình đã có một giáo viên Việt Nam và mình đã học và mình đã tự tin hơn một chút rồi, phát âm của mình chuẩn hơn một chút rồi, và mình đã có thể giao tiếp được một cách cơ bản đấy, thì lúc đấy mới chính là lúc mà các bạn học với giáo viên nước ngoài. Lúc đấy nói chuyện ăn học với giáo viên nước ngoài chỉ là nói chuyện thôi, lúc đấy chỉ là nói chuyện để mình tăng thêm khả năng phản xạ, tăng thêm cái sự tự tin, và mình chỉ luyện nói với thầy là nhiều chứ còn không học lại những cái từ đầu nữa. Ok, đó, thì đấy là cái mà rất là nhiều người hay mắc phải, đấy là bị sính ngoại, bị chuộng giáo viên nước ngoài quá, cho nên là nhiều khi học không hiểu gì cả. Ok, đó thì chúng ta
có thể comment xuống đó là nếu như các bạn là người lớn rồi nha, thường sẽ là các bạn sinh viên hoặc là các anh chị bắt đầu đi làm rồi nhưng mà kiểu mất gốc ấy đấy, thì mình nên bắt đầu với giáo viên Việt Nam. Ok, các bạn có thể comment xuống điều đấy để mình ghi nhớ nó, bắt đầu với giáo viên Việt Nam. Rồi, ok, bây giờ là sẽ đến cái số 3 này, cái sai lầm số 3. Ok, một cái sai lầm vô cùng phổ biến này, rất nhiều người nghĩ rằng là ấy, khi mà mình đi học ở ok mình không không tự kiên trì học được ở nhà một mình cũng chẳng biết là bắt đầu từ đâu, học tài liệu phương pháp các thứ nó như thế nào, cho nên ok mình sẽ đi học một ai đó để nói được tiếng Anh. Và các bạn, rất là nhiều bạn nhá, cứ nghĩ rằng là ấy, mình đăng ký học xong đấy, mình nộp học phí xong là auto mình sẽ giỏi tiếng Anh. Và xin chia buồn với các bạn, đấy là một ảo tưởng cực kỳ lớn của những người học tiếng Anh, được không ạ? Bởi vì ấy, cái việc mà cái giáo viên dạy nó tốt đã đành, nhưng nếu như các bạn mà không để ý bất cứ một cái gì đấy đến việc học tiếng Anh thì giống như kiểu là giống như nào nhỉ, giống như là các bạn học ở trường Harvard đấy, mình được vào trường đấy lại để học rồi nhưng mà mình không học tập và mình không rèn luyện thì khi tốt nghiệp ra trường các bạn cũng sẽ chả có cái gì ở trong đầu cả. Và các bạn biết là mình học Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, và rất nhiều bạn nghĩ rằng là những người nào mà học ở trong trường ngoại ngữ thì chắc chắn là đều giỏi tiếng Anh, đều nói tiếng Anh như gió, nhưng điều đấy là sai lầm nghiêm trọng đấy nha. Có rất nhiều người tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ xong thì họ bị mai một kiến thức về ngữ pháp và cái khả năng nói của họ nó chỉ tốt hơn một chút thôi, và có rất nhiều người không học ngoại ngữ nhưng họ cũng nói tiếng Anh tốt hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đó thì có nghĩa, ý mình ở đây có nghĩa là không phải là bạn đi học tiếng Anh là auto không phải làm gì mình sẽ nói được tiếng Anh một cách thành thạo như người bản ngữ. Đó, tương tự không phải là bạn cứ học ở trường ngoại ngữ là bạn sẽ tự nhiên bạn giỏi ngoại ngữ, không có cái gì là tự nhiên mà. Và mình rất là tâm đắc điều này của chị à, của bạn 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 Giang ơi đấy, đấy là không có bất cứ điều gì tốt mà nó lại rẻ và nó dễ dàng cả các bạn ạ. Việc học tiếng Anh nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái chân trời mới, những cái cơ hội nó sẽ ào ạt đến với các bạn. Các bạn có thể nâng thu nhập lên gấp 3 lần, gấp 5 lần, và cái cuộc sống, cái đời sống của chúng ta có thể phong phú lên gấp N lần. Và cái đó là một điều tốt, đúng không? Và cái điều tốt đấy nó không dành cho tất cả mọi người. Và điều tốt đấy nó không không dễ dàng và nó không phải là chả làm gì tự nhiên mình sẽ có. Đấy, cho nên là khi mình đi học tìm được một một người thầy tốt là rất là ok rồi. Đấy, nhưng mà mình phải xác định được tâm lý đó là mình học sẽ nghiêm túc và mình sẽ theo đuổi nó để mình có thể đạt được cái mục tiêu. Cái sai lầm thứ tư ấy, đây là một sai lầm phổ biến nhất trên quả đất này này, phổ biến cực kỳ nhiều đây này, đó là các bạn học tiếng Anh ấy, các bạn một số bạn là tự học ở nhà này, một số bạn là đi học ở trung tâm hay là học một cái thầy cô nào đó ấy, thì các bạn nghĩ là ok tôi đi học như thế rồi thì chuyện đấy là chuyện của thầy cô lo, cái thầy cô sẽ phải làm thế nào đấy để tôi nói được tiếng Anh, còn lại tôi vẫn ưu tiên việc học ở trên trường, tôi vẫn ưu tiên việc đi chơi, tôi vẫn ưu tiên người yêu, tôi vẫn ưu tiên cái ABC. Thì đấy là một cái sai lầm nghiêm trọng các bạn ạ. Khi chúng ta học tiếng Anh ấy, các bạn hãy xác định một tâm lý này, comment xuống cái số 4 này, đó là ưu tiên tiếng Anh là cái đầu tiên, nhớ nhá, ghi số nào, ưu tiên tiếng Anh là cái số 1. Số 1, ưu tiên tiếng Anh số 1. Vì sao lại như vậy? Bởi vì các bạn ưu tiên việc học suốt bao nhiêu năm rồi, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học lúc nào mình cũng ưu tiên việc học rồi. Các bạn ưu tiên gia đình suốt cả cuộc đời của chúng ta. Các bạn ưu tiên công việc từ cái lúc mà mình vừa mới bước chân ra cái cuộc đời để đi làm. Các bạn ưu tiên người yêu trong suốt quá quãng đời mà mình có người yêu. Nhưng ấy, các bạn đã bao giờ ưu tiên tiếng Anh chưa? Và chúng ta biết rằng là muốn tán ai là phải dành thời gian cho người đấy, đúng không? Và tiếng Anh cũng như vậy. Muốn tán tiếng Anh chúng ta phải dành thời gian cho nó. Muốn tán nó trong vòng 3 tháng thì các bạn phải như kiểu 3 tháng tán luôn ấy. Có nghĩa là mình phải thường xuyên nhắn tin với nó, là mình phải cung phụng nó này, mình phải làm đủ mọi thứ này để tiếng Anh đổ vì mình này.
Đó, thì nếu như các bạn không để ý gì đến nó, đang định là ok 8 giờ mình bắt đầu mở, 9 giờ mình mở livestream xem tiếng Anh để cải thiện khả năng tiếng Anh. Thế là đến 9 giờ kém 1 phút, tự nhiên thằng người yêu gọi điện, thế là hai đứa ngồi buôn chuyện với nhau hết hẳn 2 tiếng luôn. Thế là qua livestream mất rồi, không học hành gì nữa rồi. Đấy là tức là mình ưu tiên người yêu của mình hơn, ưu tiên chuyện tình đấy, cho nên là mình quên luôn anh tiếng Anh. Thế làm sao mà tám được, đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta không học tiếng Anh cả đời đâu. Các bạn chỉ dành khoảng 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, hoặc những bạn nào mà lâu nữa thì dành khoảng 1 năm. Thì chúng ta ưu tiên nó. Ưu tiên là như thế nào? Có nghĩa là các bạn xét ra một cái lịch đó, có một cái plan, một cái kế hoạch để mình học tiếng Anh. Ví dụ như là 8 giờ tối tôi sẽ học một tiếng, từ 8 giờ đến 9 giờ chẳng hạn. Đấy, thì đấy là cái kế hoạch mà có sẵn rồi, và bất kể cái gì nó chen vào cái khoảng thời gian đấy thì mình đều nói là à, tôi bận khoảng thời gian đấy rồi. Bạn bận cái gì? Ví dụ bạn bạn bè rủ đi chơi đúng không, à, lúc đấy tao bận rồi, gặp lúc 7 giờ đi hay gặp lúc 6 giờ đi, 9 giờ tao bận rồi, mày bận cái gì thế? À, tao bận học tiếng Anh đó. Còn thông thường các câu chuyện của các bạn như này này, ok, à, 9 giờ mình học tiếng Anh đấy, mục tiêu là như vậy, kế hoạch là như vậy, nhưng mà tự nhiên thằng bạn nó lại rủ đi chơi, thế mình ok thôi rồi, mình sẽ hôm nay mình bận rồi, mình không có thời gian học tiếng Anh nữa, mình bận làm gì, mình bận đi chơi rồi, được chưa? Nếu các bạn nói là mình bận đi chơi, tức là mình ưu tiên đi chơi. Còn nếu các bạn nói là ô, tao hôm nay tao không đi chơi được bởi vì tao bận học tiếng Anh rồi, thì có nghĩa là các bạn ưu tiên để học tiếng Anh. Và cho nên là trong cuộc sống của mình, trong cái ngày của mình ấy, các bạn ấy ưu tiên ra ít nhất 1 tiếng đồng hồ đó, hay là thôi nửa tiếng, là nếu như chúng ta chưa gấp gáp gì lắm thì nửa tiếng cũng được đấy, để mình nói tiếng Anh, mình luyện tiếng Anh đấy. Chứ còn suốt ngày ưu tiên đủ các loại thứ linh ta linh tinh thì không bao giờ có thời gian để học tiếng Anh đâu, lúc nào cũng kêu bận, nhưng mà bảo bận cái gì thì toàn bận đi chơi với lại bận làm linh ta linh tinh ấy, được chưa? Ok, tiếp này, cái thứ năm đó là, đây cũng là một cái sai lầm rất là phổ biến này, học nhưng mà không hành. Ok, các bạn ghi cái sai lầm số 5 xuống này, học nhưng mà không hành. Nghe cái điều học mà không hành thì nó rất là quen, nhưng mà thực sự mà nói ấy, các bạn chưa thực sự hiểu rõ như nào là hành đâu. Cô đã viết nguyên một bài rồi, có thể là ngày mai cô sẽ post lại cái bài đó trên Facebook cá nhân. Như thế nào là hành, thực hành? Thực có nghĩa là thực tế, hành là hành động. Thực hành có nghĩa là mình đưa cái việc học của mình, đưa tiếng Anh của mình cái hành động thực tế hàng ngày, được chưa? Ví dụ như bạn nào mà học về đo diện tích ấy, à, từ lớp 4, lớp 5 chúng ta đã học đo diện tích hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật các thứ rồi đúng không? Nhưng các bạn đã bao giờ thực hành cái toán đấy chưa? Hay là toán là học là chỉ để học thôi? Nhưng mà thực sự mà nói, toán nó có ứng dụng cực kỳ lớn trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như các bạn thực hành ấy, các bạn sẽ biết đo cái phòng học, phòng của mình. Ví dụ như các bạn nào là sinh viên thì rất là quen thuộc với điều này đúng không? Bạn bè của mình nó sẽ rất thường xuyên hỏi, à, phòng của mình bao nhiêu mét vuông đấy, à, phòng này rộng không, phòng này thế nọ thế kia các thứ. À, mình học toán bao nhiêu năm, tính diện tích đủ các thứ loại trên đời mà không tính được diện tích cái phòng ấy, thì có nghĩa là bạn chưa đưa toán vào trong thực hành của mình. Tương tự như vậy, các bạn học tiếng Anh bao nhiêu năm mà không biết cái gì nhỉ, cái điều khiển từ xa, đâu đâu điều khiển từ xa đâu, đợi bạn cô một tí, where is my remote control, ok that's here, what is this, cái gì đây, what is this, đây là một cái remote control, control là điều khiển, remote là xa đúng không, remote control là điều khiển từ xa. Các bạn biết cái này, bao nhiêu năm có biết cái này không? Đó là thực tế đấy, đó là thực hành đấy. Thực hành có nghĩa là chúng ta đưa mọi cái mà chúng ta học vào cái đời sống hàng ngày này. Đi ra đường, bạn nhìn thấy cái biển báo, bạn phải biết cái biển báo là gì. Bạn nhìn thấy cột đèn xanh đèn đỏ, phải biết đèn xanh đèn đỏ là gì. Bạn nhìn đường là phải biết cái đường là gì, xe máy là gì, rồi thì tắc đường là gì. Toàn những cái rất là gặp thường xuyên đúng không? Đó, thì đấy nó gọi là thực tế đấy, là thực hành đấy. Hay là cái gì nhỉ? Cái gối này đi. Ok. Đây là cái sofa nhà cô đúng không? Trong tiếng Anh thì chúng ta cũng sẽ gọi là sofa. Còn đây cái gối. Đó.
Đấy, cái gối là gì? Suốt ngày gối mà không biết nó là gì thì có phải là đáng tiếc không? Học tiếng Anh để làm gì đúng không? Đó, cái gối là gì? Nó gọi là pillow. Pillow. Ok, bạn nào biết thì biết xuống cho các bạn cùng biết nhá. Hay các bạn có biết cái loa là gì không? Ô, không, các bạn không không nhìn được. Đây, ví dụ cái tivi nhà cô nó có một cái loa. Đó, cái loa là gì? Loa cực kỳ dễ luôn các bạn, đó là speaker. Speaker là người nói ấy. Đấy, thì cái loa nó cũng gọi là speaker luôn. Đó. Đấy, cho nên là thực tế, thực hành là gì? Có nghĩa là các bạn học không cần nhiều đâu, nhưng bạn đưa mọi thứ các bạn học vào và chúng ta dùng nó mọi lúc mọi nơi. Đấy, đi ra ngoài đường ấy, các bạn phải tự cam kết với chính mình mỗi ngày mình phải nói tối thiểu khoảng 5 câu hay là 10 câu tiếng Anh. Đấy, hay cái quạt là gì? Quạt là gì? Quạt cây kìa, nhà cô ấy quạt cây kìa. Quạt là gì ạ? Electric fan đúng không? Electric fan. Electric là điện, fan là cái quạt. Đó, thì đấy, đơn giản thế thôi. Các bạn có thể học từ vựng thôi hoặc các bạn học để mình đặt được cả câu ra. Ví dụ như là cái quạt điện nhà tôi đang bị hỏng đúng không? My electric fan is broken. Đó, nó bị hỏng rồi. Đó, nó bị hỏng thì mình cảm thán ra bằng một câu bằng tiếng Anh thế thôi. Không biết nói như nào thì điện thoại để làm gì? Được chưa ạ? À, mình Google cả cái câu đấy ra đó, và mình luyện nói nó. Bây giờ nói chung công nghệ nó rất là tiên tiến các bạn đừng lo là Google dịch nó bị sai. Ồ, tất nhiên là sai, nó là máy mà, nhưng mà nó sẽ chỉ sai đâu đó dưới 10% thôi. Cái độ chính xác nó phải lên tới 90%. Sang sai lầm số 6 đi. That's right. That's it. That's what I want to talk about. Rồi, cái thứ 6 đó là vì sao các bạn học lại không hành được? Các bạn biết vì sao không? Học không hành được là bởi vì các bạn thứ nhất là quá chú trọng vào ngữ và từ vựng đấy, và từ vựng cố để nhớ nó, và các bạn nghĩ rằng là ok tôi học từ vựng đấy thì khi nào tôi nhìn cái từ đấy tôi sẽ biết nó là cái gì. Nhưng vấn đề là ấy, không phải lúc nào bạn cũng đọc để mà nhìn mà hiểu nó, mà các bạn còn phải luyện để nghe được nó. Đấy, các bạn phải luyện để mình nhìn một cái như cái này mình phải bật được ra cái từ đấy là cái gì. Đó, cho nên là đấy, hay là nhiều bạn là chú trọng quá nhiều vào ngữ pháp. Đấy, cái sai lầm số 6 của chúng ta đó là chú trọng quá nhiều vào ngữ pháp, cho nên mình không hành được, mình không thực hành được và mình không nói được. Tương tự như cái từ vựng thôi. Ngữ pháp ấy thì theo như kinh nghiệm của cô, ngày xưa cô cũng học khối D nhá, để thi đại học các bạn nhá. Cho nên học rất là nhiều ngữ pháp tiếng Anh nhá. Thì theo kinh nghiệm của cô ấy, để các bạn có thể giao tiếp được thông dụng hàng ngày, hay thậm chí sau này các bạn làm việc ở công ty nước ngoài có sếp Tây phải giao tiếp với sếp Tây, hay sau này các bạn muốn đi du lịch nước ngoài, thì các bạn chỉ cần dùng dưới 10% cái lượng ngữ pháp mà mình đã học trong suốt cuộc đời của mình. Vỗ tay, vỗ tay. Dưới 10%, mà thực ra nói 1/10 nó còn cảm giác là nhiều nhiều ấy, chứ thực ra là mình dùng không nhiều một tí nào luôn những cái ngữ pháp mà thông dụng để chúng ta có thể giao tiếp được. Những cái các bạn cần phải học ấy, nó chỉ cần là các bạn nắm vững 6 thì cơ bản nhất, 6 thì thường xuyên dùng nhất. Đấy, các bạn bạn nào mà đã xem nhiều livestream của cô rồi thì sẽ biết những cái thì đấy là gì, thì comment xuống bên dưới cho các bạn biết nha. Các bạn thử comment xuống cô xem nào, những cái thì gì mà các bạn nghĩ là những cái cơ bản cần dùng nhất nào. Yeah, right, ok. Đấy, 6 thì này. Tiếp theo là các bạn học thêm những cái cấu trúc mà rất là thông dụng, ví dụ như là cái gì nó gọi là câu bị động này, đấy, so sánh này, đó, rồi thì câu điều kiện này, đấy, rồi mệnh đề quan hệ này. Đấy, khi mà cô nhắc đến đâu thể nào các bạn có biết là rất quen, rất quen, rất quen. Đấy, thì các bạn chỉ cần học những cái mà nó mình nghĩ đến tiếng Anh là mình sẽ nghĩ đến những cái đấy. Đấy, thì các bạn chỉ cần học những cái đấy thôi. Tính ra ấy, thì cô sẽ liệt kê được không đến 10 cái điểm ngữ pháp như vừa rồi. Đấy, và các bạn chỉ cần là cố gắng mình gọi là nắm được tầm khoảng 60-70% của những cái lý thuyết đấy để mình có thể ứng dụng và mình đặt câu mình nói ra là ok, chứ ngữ pháp không cao siêu một chút nào đâu. Các bạn chỉ cần học đơn giản thôi, và quan trọng rằng là mình học đến đâu mình phải đi ra ngoài mình nhìn đến cái gì mình phải cố gắng nói về được cái đấy đó, được chưa? Đó, cho nên cái thứ sáu
hay là cái thứ bảy ta? Đúng rồi, sai lầm thứ sáu đó là quá chú trọng vào ngữ pháp, cố gắng nhồi ngữ pháp rất nhiều vào nhưng cuối cùng chẳng để làm gì cả. Ok, và sự thật đó là sau khi thi xong đại học, lên lên đại học mà Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội thì cô bị sốc toàn tập luôn. Tất cả những cái ngữ pháp mà mình học trong suốt 10 năm, 8 năm phổ thông, và rất nhiều những từ vựng mà mình biết trong cái quãng thời gian đấy cộng với quãng thời gian ôn thi đại học, nó không giúp cô có thể giao tiếp được tiếng Anh một cách tự tin và trôi chảy. Bởi vì nó ở dạng gọi là dạng chữ viết ấy. Còn bây giờ mình phải dạng nói, và cái dạng nói nó phải nhanh, tư duy của mình nó phải nhanh gấp khoảng 100 lần so với cái dạng viết. Thế nên cái dạng viết thì mình có thể chậm chậm mình nghĩ chia như nào, nhưng mà dạng nói là yêu cầu nó phải nhanh, nhanh như sét đánh. Đó. Thì làm sao mà mình nói được? Đấy, cho nên là ngữ pháp học vừa thôi, nhưng quan trọng mình phải luyện để nhìn thấy cái gì mình nói được cái đấy. Chưa? Thì cứ luyện từ từ. Bạn nào chưa biết phương pháp gì ấy, thì cái phương pháp đơn giản nhất đấy là nhìn cái gì phải cố nói được ra cái câu đấy bằng tiếng Anh. Ví dụ như là ok, nhà cô có ba cái giá sách kìa kìa. Đấy, thì các bạn ví dụ như cô muốn nói là tôi có ba cái giá sách ở nhà thì nói như nào? Hoặc là tôi vừa mới mua một cái giá sách mới thì nói như nào? Hoặc là bạn trai tôi mới tôi được tặng, đấy, bị động này, tôi được tặng một cái giá sách mới thì nói như nào? Đó, các bạn chỉ cần nhìn vào bất cứ cái thứ gì và các bạn tự đặt ra cho mình một câu, hai câu, ba câu với nó. Và khi mình không nói được thì mình biết là mình đang hỏng chỗ đấy, mình lại tra xem cái câu này nói như nào. Đó, hay là tôi được tặng thì nói như nào. Đấy, nó là cái thể bị động đấy. Ok, rồi, cố gắng. Nhiều bạn thậm chí còn không biết ngữ pháp là cái gì nhưng mà vẫn nói được, các bạn thấy tài không? Biết vì sao không? Không biết ngữ pháp mà vẫn nói được. Đấy, siêu. It's a little hot here. Ở đây hơi nóng một tí các bạn ạ. À, Hà Nội. Thực ra là cũng lạnh nhưng mà cô nói nhiều quá, sung quá nên là nóng hết cả người. Ok, rồi tiếp nha. Đến cái thứ 6 rồi đúng không? Bây giờ đến cái thứ 7 này. Cái sai lầm thứ 7 đó là các bạn không tìm cho mình một cái phương pháp học phù hợp. Đó, đấy là cái phương pháp số 7. Không tìm được. Không tìm, thực ra là không phải không tìm được đâu mà là không tìm ấy, không đi tìm ấy. Nhiều bạn nghĩ rằng là nhiều bạn biết là mình không nói được tiếng Anh là bởi vì mình không có một phương pháp học phù hợp. That's great. Các bạn nhận tiếp tức được điều đó rồi là rất là tốt rồi. Tuy nhiên ấy thì bạn lại đặt ra cho mình một câu hỏi, đấy là vậy thì phương pháp nào sẽ phù hợp với em? Có một cái bí mật như này này. Nhiều bạn nghĩ là mình học cái phương pháp nào đấy, mình tìm một lần, hai lần, mình không tìm được phương pháp học phù hợp là mình nản và mình bỏ luôn. Thì đấy là một cái điều vô cùng đáng tiếc các bạn ạ. Chỉ có một số ít người may mắn, đó là yêu được một người đấy, và cưới người đó luôn. Đó, một số người ít may mắn hơn một chút thì yêu một người, hai người và cưới được luôn người đó. Nhưng mà hầu hết mọi người ấy, họ sẽ trải qua rất là nhiều những cái mối tình, từ kể cả nhá, những cái mối tình gọi là thoáng qua, gọi là thích thích đấy, họ sẽ phải thích thích khoảng 2-3 người đấy, rồi yêu 1-2 người nữa, rồi thậm chí là 3-4 người nữa, thì cuối cùng họ mới tìm được một cái người thực sự dành cho mình. Đó, cho nên nếu bạn nào mà bây giờ vẫn chưa có người yêu ấy thì không sao đâu, cứ tìm đi. Tìm một khoảng một vài năm nữa có người phù hợp thì ok, chứ không phải nhất thiết là phải vơ bừa một ai đấy để mà lấy cho nó khổ cả đời ra đâu nhá. Ok, tương tự như vậy, việc học tiếng Anh ấy, cái phương pháp học ấy, nó không phải là nó tự nhiên nó rơi xuống chúng ta, hay là cái việc các bạn tìm một lần, tìm hai lần là tự nhiên cái phương pháp học nó sẽ hiện ra với mình. No, rất là khó. Cái đấy nó sẽ dành cho một số người rất là may mắn, hoặc là những người đấy họ cũng đi tìm nhiều rồi. Đấy, cho nên phần lớn ý, ngày xưa cô tìm cách học phù hợp cho mình như thế nào? Đó là cô sẽ nghiên cứu và thử một số các cái phương pháp. Ví dụ mình sẽ nghiên cứu và mình liệt kê ra khoảng 5 phương pháp. Ok, mình thấy là thích cái phương pháp này nhất này, phương pháp này thứ hai này. Đó, thế là mình sẽ thử những phương pháp mình thích nhất trước. Và mình thử nó ít nhất nha, trong vòng 1 đến 2 tháng trước các bạn ạ. 1 đến 2 tháng chứ không phải 1 đến 2 ngày đâu. Học được ngày 1 xong đến ngày 2 thì pháp là mình không thấy kết quả là thôi luôn. Thì nói chung là chưa có 1 ngày 2 ngày chưa thể nào mà hiểu anh ấy hay hiểu em ý để mà ấy được, mà tiến tới cái gì được. Được chưa?
Cho nên là mình thử một vài tháng thì thấy phương pháp này nó không hợp với mình, ok mình sẽ thử một cái phương pháp khác. Đó thì nếu như các bạn mà xác định cái việc mình sẽ tự học thì nó sẽ phải như vậy, nó sẽ phải là thử hết phương pháp này cho đến phương pháp kia cho đến lúc bạn tìm được cái phương pháp mà nó phù hợp nhất với mình, hoặc là các bạn đến một cái lúc các bạn thử một vài ba phương pháp rồi, hai ba bốn phương pháp, và bạn thấy là tại sao mình không kết hợp ba bốn phương pháp đấy thành một cái phương pháp mà nó phù hợp nhất với mình đó, thì đấy là lúc mà các bạn tìm được chân lý, chứ không phải chân lý nó tự nhiên nó rơi bụp xuống đầu của mình đâu, rất là khó. Ok đấy, còn nếu bạn nào muốn nhanh hơn nữa thì chúng ta chỉ có đi tìm thầy thôi, thầy sẽ nhìn ra, ok soi từ trên xuống dưới, quét scan từ trên xuống dưới, con sẽ phù hợp với dạng phương pháp này đấy, con hãy học theo phương pháp này đấy, kiểu vậy thì nó sẽ nhanh hơn đó. Còn nhưng mà không phải là giáo viên nào cũng có thể giúp các bạn làm được điều đó đâu. Cô học về tâm lý và phiên dịch cho các diễn giả nước ngoài về tâm lý học rất là nhiều, cho nên là mình hiểu được ok cái người này là kiểu người như thế nào, và những cái phương pháp học, ví dụ những người, một số người sẽ rất là thiên về nghe đó, tức là họ thích nghe và họ nghe họ sẽ hiểu nhanh hơn những người khác, nhưng một số người sẽ có thiên hướng là nhìn, họ nghe thì họ nghe họ rất dễ bị lơ đãng, họ phải nhìn cái đấy cơ thì họ sẽ ghi nhớ nó và họ có cảm xúc với nó hơn rất là nhiều đấy. Một số người thì không chịu được cái cách học là ngồi im một chỗ mà họ cứ phải nhảy tưng lên, hoặc họ phải nói chuyện, họ phải giao lưu, họ phải các thể loại đó, thì có một số người như thế. Thì đấy là mình phải hiểu bản thân mình và hiểu xem mình học với cái phù hợp với cái phương pháp như nào, mình thiên về nghe hay thiên về nhìn hay thiên về thực tế đi ra ngoài chém với tay đó, thì mình sẽ chọn được cái phương pháp phù hợp hơn cho mình. Ok đó thì đấy là cái việc không tìm được phương pháp học phù hợp, hay nói đúng hơn đó là không đủ kiên trì để tìm đến khi nào mình tìm được nó. Ok cái thứ 8 nhá. Rồi cái sai lầm thứ 8 này các bạn ghi xuống này, ghi xuống thì tay nó sẽ kết nối với não, thì khi các bạn ghi xuống thì các bạn sẽ nhớ nó nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ nghe. Chưa? Rồi các bạn nghe và nhìn và vận động bằng tay đó, thì kết hợp cả ba cái nó sẽ nhanh hơn một cái. Cái thứ 8 nhá, đó là không có mục tiêu và định hướng cho việc học tiếng Anh của mình. Cô có biện pháp nào học hiệu quả không ạ? Ừ, có rất nhiều biện pháp. Nhưng mà cô nói với các bạn xong các bạn sẽ trôi tuột, có tai thì sẽ tá trái sang tay phải luôn. Bởi vì cái phương pháp ấy nó sẽ phải là đầu tiên nó phải nhìn người để mình biết cái đã, và sau đó là mình trải nghiệm nó một cách thực tế, mình phải thực sự làm nó cơ thì mình mới biết là nó phù hợp với mình hay không và nó hiệu quả mức độ nào. Đó, cho nên có thể là nếu cần thiết thì cô sẽ chia sẻ ở những cái livestream sau. Ok. Rồi. Cái thứ mấy rồi nhỉ? Các bạn comment dùng đi để cô keep track. Số 8 nha, số 8. Không có mục tiêu và định hướng cụ thể cho việc học tiếng Anh của mình. Ok, đây là một cái sai lầm kinh điển của mọi thế hệ học tiếng Anh hay là học bất cứ thứ gì. Nhiều bạn không có mục tiêu và định hướng học đại học, cho nên là theo sức ép của gia đình và xã hội thì cố đăng ký bừa vào một cái trường nào đấy để học cho nó hết 4 năm, và mình không có một cái định hướng gì là sau khi mình học xong mình sẽ làm gì với nó. Và các bạn biết là hậu quả của việc đó, đó là 4 năm học mình học lờ đa lờ đờ, cố gắng để qua môn, cố gắng để được bằng bằng khá hoặc là bằng trung bình, đúng không? Và thực sự là học xong mình chả biết là tại sao học cái này, học cái này thì nó có cái tác dụng lợi ích gì cho cuộc đời của mình và mình sẽ dùng nó như thế nào trong tương lai đó. Thì tương tự như vậy, rất nhiều bạn học tiếng Anh theo phong trào, thế mà nó học mình học, hoặc là thấy cả cả thế giới học mình không học thì chắc mình chết, chắc tôi chốt đó, thế là mình cũng phải đi học thôi. Nhưng mình không thực sự hiểu là học nó sẽ giúp được mình cái gì và nó sẽ tác động đến cái cuộc đời tương lai hay những cái mục tiêu tương lai của mình như thế nào đó. Cho nên là các bạn phải xác định được cho mình một cái mục tiêu đó, thì một cái định hướng thì lúc đấy mình học tiếng Anh nó mới có hiệu quả được. Được chưa? Ví dụ một số bạn xác định rất rõ đó là ngoài cái bằng chuyên môn được bằng khá hay bằng giỏi, hay là kể cả chỉ cần bằng trung bình thôi cũng được. Đấy, tôi sẽ có mục tiêu đó là sau này để ra trường xin được công việc tốt, số 1 là tôi cần một cái bằng ok
Cái số 2 là tôi phải có kinh nghiệm về cái bằng này. Ví dụ như tôi học về quản trị kinh doanh chẳng hạn, thì tôi sẽ cần có kinh nghiệm ví dụ đi bán hàng rồi này, hay kinh nghiệm làm marketing này, hay kinh nghiệm kinh doanh một cái gì đó nhỏ nhỏ thời sinh viên này. Đó, đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba là tôi sẽ cần tiếng Anh, bởi vì ấy, tiếng Anh nó sẽ giúp cho tôi có thể là tìm kiếm được những công ty nó tốt hơn, nó xịn hơn, còn với mức lương cao hơn, oai hơn, đi nước ngoài như đi chợ, đi công tác, đối tác nước ngoài. Đấy, thì đấy là những cái mà mục tiêu họ rất rõ và đấy là cái điều họ phải đạt được. Và mục tiêu nó từ bên trong ấy, thì lúc đấy họ sẽ bắt buộc làm sao trong 4 năm họ phải học để có thể giao tiếp được tiếng Anh ít nhất là cơ bản thông dụng để mình có thể là tự tin đi tuyển dụng hay là đi xin việc. Mấy cái đấy đến cái thứ 7 rồi đúng không? Ok. Các bạn cứ share livestream đi, cô chắc chắn là có rất là nhiều cú đêm 1-2 giờ chưa ngủ, cho nên là cứ vào xem cho nó xôm. Yeah, that's right. Đó, cho nên các bạn phải xác định được cho mình một cái mục tiêu và mục đích trước khi mình học tiếng Anh. Đấy, tôi muốn là ok, sau này tôi học xong tiếng Anh ấy, những bạn nào là sinh viên trước nhá, ok, tôi sẽ đi học một khóa tiếng Anh, và sau khóa tiếng Anh đấy, mục tiêu của tôi là tôi sẽ phải có ít nhất là 2 cháu bạn nước ngoài, được chưa ạ? Và tôi sẽ phải nói chuyện với họ ít nhất 1 tuần một vài lần. Đấy, mỗi ngày và tôi thì nói chat với họ bằng tiếng Anh, hoặc là tôi sẽ gọi điện video call để nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Đấy, mục tiêu của tôi rất là rõ ràng là tôi phải có 1 người bạn hoặc là 2 người bạn nước ngoài. Đó, tiếp theo này, mục tiêu tiếp theo là sau khi học tiếng Anh xong, nói được tiếng Anh một cách gọi là ok rồi, thì tôi sẽ đi làm thêm ở một công ty nào đấy nó cần tiếng Anh, hoặc tôi sẽ đi làm thêm ví dụ bưng bê cho cũng được, nhưng mà bưng bê cho nhà hàng mà phục vụ Tây. Đấy, mục tiêu nó phải có mục tiêu như thế chứ, học xong để làm gì, học xong vứt đấy à, đúng không? Hay là tôi có mục tiêu đó là học xong tiếng Anh thì tôi sẽ mua sách bằng tiếng Anh để đọc, chứ tôi không thèm đọc sách tiếng Việt nữa. Đấy, mục tiêu rất rõ ràng đúng không? Hay là mục tiêu của tôi đấy, kiểu kiểu vậy. Các bạn đặt ra cho mình một số cái mục tiêu cụ thể và các bạn cứ tưởng tượng đến việc giống như mình đi học đại học ấy. Học mà mình không biết là vì sao lại học cái đấy ấy, thì các bạn sẽ biết là mình sẽ học như nào thời đại học rồi đúng không? Hay tương tự các anh chị đi làm cũng thế. Học tiếng Anh để làm gì? À, học tiếng Anh các bạn có thể là đặt những cái mục tiêu là để đi du lịch nước ngoài. Khi mà đi làm rồi sau khoảng 2-3 năm tích lũy tiền thì kiểu gì sẽ phải có ít nhất là khoảng 5-7 triệu hay là chục triệu để đi du lịch nước ngoài được chứ đúng không? Các bạn chỉ cần đi Sinh, à không, đi Sinh thì hơi đắt một tí. Các bạn chỉ cần đi Thái hoặc là đi Myanmar, đấy, thì nó khá là rẻ. Các bạn có thể thậm chí đi 4-5 ngày với chi phí chỉ khoảng 6 triệu. Đó, 5-6 triệu thôi, nếu như các bạn không chi tiêu ăn uống với lại mua sắm nhiều, chỉ cần 5-6 triệu là chơi tẹt 4 ngày luôn. Ok, đó. Đấy, mục tiêu đấy của những bạn như thế đây, thậm chí sinh viên các bạn có thể đặt mục tiêu đấy nhá. Sinh viên mục tiêu, ok, tháng mấy tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Đấy, và tôi học tiếng Anh để tôi đi ra nước ngoài không sợ bị bắt cóc, không sợ bị lạc, được chưa? Đó, mục tiêu rất rõ ràng. Hay các bạn có thể đặt mục tiêu đó là ngay sau khi học tiếng Anh tôi sẽ chuyển một công việc gì đấy mà cần liên quan đến tiếng Anh. Đấy, những bạn đi làm nhá. Đó, hay là không cần phải ngay sau khi đâu, à không cần phải chuyển luôn đâu, nhưng mà ngay sau khi học xong tiếng Anh tôi sẽ gọi là tìm hiểu một cái cơ hội gì đấy mà nó cần phải dùng tiếng Anh. Đó, ví dụ vậy. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều. Học nó có mục đích, học nó có mục đích, mục tiêu ấy, thì bao giờ học nó cũng sẽ máu hơn. Tiếp, đấy là cái số 8 rồi nha. Tiếp theo này, cái số 9 cực hay luôn này. Cái số 9 các bạn bắt buộc phải viết xuống này. Sai lầm cực lớn trong cuộc đời của chúng ta. Cái số 9 này, đó là các bạn coi tiếng Anh là một môn học. Comment xuống ngay ngay, luôn luôn và ngay. Luôn và ngay. Sai lầm cực kỳ lớn trong cuộc đời. Đó là coi tiếng Anh là một môn học. Ok, các bạn cứ viết xuống đi rồi cô sẽ giải thích cho. Và cứ share livestream về tường để sau này có thể lưu lại để xem sau nha.
Ok. Coi tiếng Anh là một môn học. Chúng ta đã coi tiếng Anh là một môn học suốt từ những năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đến đại học và thậm chí là đi làm rồi đi học ở các trung tâm. Mình vẫn nghĩ tiếng Anh là một môn học. No. No. No, it's not. Không hề nha. Khi mà các bạn đi học cấp 2, cấp 3, ok, nó có thể là một môn học để các bạn cố gắng qua được. Hay khi các bạn đi học đại học ở trên trường thì nó có thể là môn học để các bạn có thể qua được kỳ thi ở trên trường. Nhưng ý, tiếng Anh nó cũng là đời sống. Nó cũng như học toán vậy thôi. Học toán thì các bạn bắt buộc phải thuộc các cái bảng kiểu trương và mình phải tính toán được đúng không? Đấy nó là cuộc sống. Toán nó vừa là một môn học nhưng đồng thời nó cũng là cuộc sống luôn. Đấy, cho nên không ai từ chối việc học toán cả, không ai từ chối việc học bảng kiểu trương và tính toán cả. Bởi vì sau này cả đời mình sẽ phải tính. Đó, thì tương tự như vậy. Đi học mình học tiếng Anh để có điểm là một phần rồi, nhưng không ai từ chối việc học tiếng Anh cả bởi vì nó là cuộc sống. Sau này chắc chắn các bạn sẽ phải dạy con học tiếng Anh. Được chưa ạ? Đó là điều chắc chắn luôn. Các bạn chắc chắn một lúc nào đấy mình sẽ có một cái cơ hội mà mình sẽ được làm việc với người nước ngoài hoặc là mình sẽ có một cái cơ hội công việc nào đấy liên quan đến nước ngoài. Nhưng nếu như mình không có tiếng Anh là mình chết rồi. À, cho nên tiếng Anh ấy ngoài cái việc môn học để nó là để thi ra, nó là một kỹ năng. Các bạn nhớ điều đấy nha, các bạn comment xuống, tiếng Anh là một kỹ năng. Tiếng Anh là một kỹ năng. Ok, nó giống như là kỹ năng giao tiếp này, nó giống như là kỹ năng lái xe đạp này, xe ô tô, xe máy này, nó giống như là một kỹ năng gì ta? Ví dụ như là kỹ năng thuyết trình hay là nói trước đám đông này, nó là một kỹ năng. Nếu như không có kỹ năng đấy, các bạn không có kỹ năng lái xe xem đi bộ à, hay đi xe buýt à, đúng không, hay là đi Grab Uber cả đời, ok, không có kỹ năng đấy các bạn sẽ tốn rất nhiều tiền, không có kỹ năng đấy các bạn sẽ rất là bất tiện, không có kỹ năng đấy các bạn sẽ thấy rất là khó chịu vì không biết đi xe. Bây giờ bạn bè rủ đi chơi không có đứa nào đến đón thì mình làm nào? Đó, được chưa? Cho nên tiếng Anh nó là một kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống chứ nó không phải là một môn học. Ok, đấy. Cho nên là khi các bạn nghĩ tiếng Anh là một môn học ấy thì mình sẽ có cái tâm lý nó ngay lập tức nó bị thay đổi luôn. Ui giời, môn học bao giờ này em học dốt lắm cô ơi, em học dốt lắm. Mình học không giỏi đâu, mình học dốt lắm. Nhưng bởi vì mình không coi tiếng Anh là một môn học, mình thích tiếng Anh lắm, mình thích nó ấy, bởi vì là nó kiểu gì nhỉ, nó mới lạ này, nó mới mẻ này, nó mở ra cho mình một cái chân trời mới và những cơ hội mới này. Đấy, cho nên mình thích nó và mình không coi nó hoàn toàn là một môn học. Ngoài ra mình rất là thích nghe nhạc tiếng Anh này, mình rất là thích xem phim nước ngoài này, mình rất là thích xem YouTube, ví dụ make up mà những cái vlogger, những beauty vlogger người nước ngoài ấy, đấy họ làm bằng tiếng Anh, mình phải xem cái đấy, những cái xu hướng gọi là làm đẹp hàng đầu thế giới bằng tiếng Anh chứ, đúng không? Đó, cho nên là mình thích đọc các sách tiếng Anh đấy, cho nên là nếu không có thì cảm thấy nó rất là bực bối đó, cho nên mình không hề coi nó là tiếng Anh và chính bởi vậy mình thích nó và mình học nó thế thôi. Và cái sai lầm số 10, sai lầm số 10, sai lầm cuối cùng trong cái buổi livestream ngày hôm nay đó, sai lầm số 10 của những người học tiếng Anh này, đó là chúng ta tập trung vào học tiếng Anh để thi chứ không phải để nói. Ok, học để thi chứ không phải học để sử dụng. Đặc biệt là cái này dành cho những bạn nào mà đang học cấp 2, cấp 3. Rất nhiều bạn nhắn tin cho cô xin tài liệu lớp 10, lớp 11 hay cấp 2, cấp 3. Thì thực sự mà nói thì cô không dạy các cấp 2, cấp 3 các thứ hay không dạy quá nhiều về ngữ pháp cho nên cô không có nhiều tài liệu về cái đấy lắm đâu. Đó, nhưng cô dạy chủ yếu là về về giao tiếp. Đó, cho nên là rất tiếc cô không thể giúp các bạn cái đấy được. Đó, và tất nhiên là các bạn học là phải thi rồi. Và đặc biệt là cấp 2, cấp 3 và những bạn học đại học chúng ta bắt buộc học để nó phải thi qua môn. Đó, nhưng mà như như cô vừa nói ở cái số 9 ấy, học để thi là một chuyện nhưng mà mình phải học để mình hành nó và nói được nó ra.
Đấy, cho nên là ngoài cái việc chú trọng học để thi, chúng ta hãy chú trọng làm thế nào để mình tìm môi trường, tìm cơ hội, tìm lớp học, tìm thầy cô giáo để ép mình, ép ra mỡ luôn ấy, là mình phải nói nó, mình phải thực hành nó, mình phải mở mồm ra để bập bẹ từ từng từng từ từng chữ một, từng câu một. Đấy, thì để tiếng Anh nó mới là cái nó giúp được các bạn trong tương lai. Còn các bạn kể cả học ngữ pháp rất là tốt, thi trên trường, trên lớp điểm rất là cao, nằm top trong lớp, nhưng mà mình không mang ra để nói thì nó cũng chả có tác dụng gì cả. Ok, rồi. Đó, thì đấy là nội dung mà 10 cái sai lầm khiến cho các bạn không bao giờ nói được tiếng Anh. Ok. Yeah. Các bạn thấy hữu ích không ạ? Yeah. Rồi. That's great. Rồi, cũng hơi muộn một chút rồi và máy tính của cô cũng vừa lúc hết sắp hết pin rồi. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau ở những buổi livestream sau nhá.